Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sài Gòn ơi. Hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi tham quan một con đường nhỏ thân quen ở quận 5. Đó chính là đường Ngô Quyền. Vậy bây giờ mọi người hãy cùng với em đi khám phá con đường Ngô Quyền này nha. Hiện tại lượng xe đang lưu thông trên đường rất ít. Em sẽ cố gắng chạy thật chậm để mọi người có thể nhìn ngắm rõ hơn về con đường Ngô Quyền này. Trước mặt quý cô chú, anh chị chính là ngã tư giao giữa đường Ngô Quyền và đường Trần Hưng Đạo. Bên tay trái của quý cô chú anh chị chính là nơi của đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn, và bên tay phải là các văn phòng luật sư. Bên tay trái của mọi người bây giờ chính là nhà thiếu nhi quận 5. Đây là một nơi cực kỳ quen thuộc đối với quý cô chú anh chị. Nơi đây em nghĩ là đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều quý cô chú anh chị, những người đã từng sinh sống ở quận 5. Khu vực xanh mát bên phía bên tay phải của chúng ta hiện giờ chính là công viên Văn Lang. Công viên Văn Lang nay đã trở nên xanh hơn, đẹp hơn, rộng rãi hơn và thuận tiện để cho mọi người có thể đến vui chơi, giải trí. Và phía bên kia đường ở bên tay trái chính là Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Và bên tay trái của chúng ta hiện nay chính là Bệnh viện Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là một trong những bệnh viện đầu ngành chuyên trị các bệnh về lao, phổi, được xem là một trong những bệnh viện lớn ở Sài Gòn cũng như ở miền Nam Việt Nam.
Đường Ngô Quyền tuy là một con đường nhỏ, nhưng hai bên đường lại có rất nhiều cây xanh, khiến cho ta cảm giác rất dễ chịu khi đi trên con đường này. Trước mặt chúng ta là ngã tư giữa đường Ngô Quyền và đường Nguyễn Chí Thanh. Qua bên kia đường là đã đến địa phận của quân 10 rồi đó mọi người. Bên trong cánh cổng màu xanh lá bên tay phải của em chính là một ngôi chùa của đạo Cao Đài đó mọi người. Người dân xung quanh đây hay gọi ngôi chùa này chính là chùa Một Mắt. Chạy đến đây là chúng ta đã đến gần với khu vực chợ Nguyễn Tri Phương, nên chúng ta đã bắt đầu thấy hai bên đường người ta bày bán những sạp hoa và các sạp trái cây. Bên tay trái của em có một con đường nhỏ dẫn vào bên hông chợ. Bên tay phải của em hiện giờ chính là nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương, và đây cũng chính là điểm kết thúc của con đường Ngô Quyền. Bây giờ em sẽ hoành đầu xe trở lại và chạy lại con đường Ngô Quyền để cho quý cô chú, anh chị và các bạn nhìn rõ hơn về con đường này.
Ồ, trước mặt của chúng ta bây giờ chính là một chiếc xích lô đó mọi người. Thật sự thì đã lâu lắm rồi em ít thấy xích lô ở các con đường ở Sài Gòn. Trừ những chiếc chở du khách ở quận nhất ra thì hiện tại còn rất ít người chạy xích lô ở thành phố này. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cho đến đại lộ Võ Văn Kiệt. Trên con đường về này, em sẽ chạy thật chậm để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng cảnh vật hai bên đường. Hiện tại em đang dừng đèn đỏ ở giao lộ giao với đường Hồng Bàng và nút giao thông ở đây thường xuyên xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm. Bây giờ đang là buổi trưa nên lưu lượng xe cộ trên đường không quá đông.
Đến đây là chúng ta đã chạy gần hết con đường Ngô Quyền rồi đó. Mọi người có thấy con đường này có gì khác biệt so với trước đây hay không? Nếu mọi người có thấy sự thay đổi gì trên con đường này thì hãy comment cho em biết với nha. Đến đây là chúng ta đã cùng nhau khám phá hết con đường Ngô Quyền. Em hy vọng mọi người sẽ thích video lần này. Đừng quên like và subscribe để em có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.